Ok và hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Con Bide. Ok, thì hôm nay mình tiếp tục chơi Minecraft sinh tồn 1.16 các bạn ơi. Yes. Học thì rốt mà suốt ngày cứ xin bổ lốp. Lốp lốp cái địt mẹ chúng mày. Thì ở trong tập trước ấy thì mình đã có xây được một cái căn nhà các bạn ơi. Mình cũng đã có trồng lúa cho nó chín các bạn. Thì mình cũng biết trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có AFK để cho lúa chín hết, nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Thì trong tập trước thì mình đã có xây được cái căn nhà như thế này đấy. Và cũng tìm được kim cương và đặc biệt là 12 cục obsidian này nha các bạn ơi. Thì ở trong tập này thì có bạn là thử thách mình là xây các chuồng bò, chuồng cừu và chuồng gà đi. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một cái trang trại. Đấy, mình sẽ làm cái trang trại của mình sẽ nuôi con bò nè, con cừu và con gà thôi. Tại vì mình sẽ không nuôi heo đâu các bạn ơi. Tại vì ở trong cái phiên bản này ấy, con heo nó vẫn chưa có tác dụng gì nhiều. Nên mình chỉ nuôi là ba con thú kia thôi. Đấy. Và mình sẽ làm cái chuồng này xong mình sẽ xuống địa ngục và khám phá nha các bạn. Ok, thì mình vào mình check thử là ở trong cái nhà mình còn gỗ hay không các bạn ơi. Ui, hai con lạc đà có bạn bữa các bạn ơi. Đấy, mình sẽ vào mình coi thử là còn gỗ hay không ấy. Ôi vải trưởng còn 50 à. Ôi, mình nghĩ là mình phải đi chặt thêm mà các bạn ơi. Tại vô đây gỗ là không đủ ấy. Ok, thì mình sẽ đi chặt. Và mình sẽ làm một cái rìu đấy các bạn. Mình làm một cái rìu rìu sắt nha. Ok, mình sẽ làm một cái rìu sắt. Đấy. Vải trưởng luôn. Thì có bạn nào mà có comment, có thử thách gì á thì cứ comment bên dưới nha các bạn. Đấy. Thì mình sẽ chọn nha comment mà thử thách mà hay nhất thì mình sẽ làm. Ok, thì mình sẽ đi qua bên hướng bên nào đi. Bên hướng bên này mình chặt gỗ nha các bạn. Đấy, xin qua bên hướng bên này mình chặt gỗ. Thì cũng như mọi video thôi, nếu video này đạt được 50 like thôi thì 50 like mình sẽ có tập ngay tập 4 nha các bạn. Đấy, mình nghĩ là các bạn sẽ có thể làm được mà đúng không? Đấy, ui ngon. Rồi sẽ đặt cái gai gỗ nha các bạn. Ui, bây giờ tôi chăm ra clip vãi luôn cái ông. Ui, nếu bạn nào thích mình chơi sinh tồn thì cứ comment bên dưới video như mình biết nha các bạn. Đấy, giờ lại một like và một share. Đấy, ngon. Nếu bạn là người mới thì không ngại giờ bấm vào chuông đăng ký các bạn. Đăng ký click những cái chuông bên cạnh này. Ui, mình đi chặt rồi. Mình nghĩ là cái chuồng thì nó cũng không tốn quá nhiều gỗ đâu. Mình chặt vài cây thôi nha các bạn. Ồ, thì ở trong cái phần trước mình chơi thì mình đã có giết ông dân làng dương mục các bạn. Mình đã có kiếm được 2 sợi dây. Ngon. Thì mình sẽ chẳng mấy con thú về nó sẽ nhanh hơn, không cần phải đi dùng hạt giống hay là lúa mì hay là cái gì đó để dẫn mấy nó về thì nó thuận tiện hơn cho mình. May vải hồi trước mình xây nhà thì hai ông chẳng là như một xuất hiện luôn, vải chữa cho mình 2 sợi dây chứ. Rồi ok, mình sẽ chặt một ít gỗ thôi nha các bạn. Mình sẽ xây cái chuồng nó đơn giản thôi, mình không cần cái chuồng nó phải là cầu kỳ hay là cái gì đâu bạn. Mình sẽ, trong tập này chủ yếu là mình sẽ đi khám phá của Nether 1.16 bạn ơi. Không biết là Nether của 1.16 thì có gì hấp dẫn các bạn. Đấy, thế giới địa ngục mới các bạn. Các bạn nào rồi? Bạn nào đã đi khám phá thế giới địa ngục 1.16 thì comment bên dưới cho mình biết nha. Ok, mình để kiếm được 40 cục gỗ rồi. Mình nghĩ là 40 cục gỗ là vừa đủ để xây một căn nhà. Ôi, xây một cái ba cái chuồng rồi các bạn ơi. Ok nha. Giờ mình sẽ vào mình xây. Mình sẽ tìm mấy khu vực nào mà nó đồng phẳng. À, khu vực nào hợp lý nhờ. Ok, bên này đi. Sẽ làm một cái bàn chế tạo nha. Mình cực kỳ lười mà, kiểu như đi vào nhà để lấy bàn chế tạo thì mình sẽ làm bừa bãi luôn. Đấy, để cho nhanh. Ok, yeah. Một đống gậy luôn. Ui chết cha, mình lỡ tay các bạn à. Mình chơi gậy hơi nhiều. Ui, như đây hàng rào là vừa đủ rồi. Làm thêm mấy cái phiến nữa nha các bạn. Ui chết, mình quên để lại một cái cục gỗ chứ. Chứ đi chặt thêm vài cây thôi các bạn. Rồi, ok bây giờ mình sẽ xây một cái chuồng nha. Đầu tiên là mình sẽ đặt rồi. Mình xây một cái chuồng cỡ nào nhờ. Xây cái chuồng rồi, tầm như đây thôi. Một ô nha. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì mỗi cái chuồng nó sẽ cách nhau 5 ô nha các bạn. Thì mình sẽ xây bên đây cũng 5 ô. 1, 3, 4, 5. Đấy, hy vọng nó sẽ đủ gỗ nha các bạn, mình không muốn là đi chặt thêm. Rồi mình sẽ đây
Đấy, được của nó ngay. Đặt một cục gỗ vào. Đây, đặt ở đây một cục gỗ vào nha. Ở đây cũng vậy luôn. Và việc cuối cùng các bạn chỉ cần đắp cho mấy cái này cực vào thôi. Đấy, ui, chưa gì mà con cừu nó tới nó tham quan cái nhà mới của nó các bạn. Và mình sẽ chặt cho đây một cái cửa nha. Đấy, mình sẽ xây một cái chuồng nó đơn sơ như vậy thôi các bạn, không cần quá là cầu kỳ. Rồi làm cái đuối mà sẽ thắp sáng chỗ này các bạn. Đấy, ui, ui chết. Ôi vãi nồi, mình lỡ tay đặt, mình chỉ tay gọt ấy. Lỡ mà sẽ gọt hết luôn nha các bạn. Mình định đặt cái đuốc vào các bạn, mình nhấn ship. Mình qua nhấn ship ấy thì lỡ tay nó gọt luôn cái cục gỗ các bạn. Vãi chuẩn. Rồi nha, mình sẽ gọt luôn. Rồi mình đặt đuốc cho nó sáng lên bạn ơi. Để zombie nó khỏi tấn công cái những cái khu vực con phụ của mình các bạn. Đấy. Ôi, nó tự đi vào luôn à. Được nha. 10 điểm. 10 điểm nha em. Ok, chỉ làm một cái hàng rào các bạn ơi. Chưa gì mà trời nó tối các bạn. Vãi nồi. Ok nha, bây giờ mình sẽ vào đi ngủ các bạn ơi. Trời tối mà zombie nó tấn công thì toan các bạn ạ. Mình chưa có giáp gì mạnh hết. Ok, mình sẽ đi ngủ đây. Các bạn thấy mình trang trí nhà đẹp không? Có lồng đèn cái thứ nữa. Ok nha, trời sáng mình sẽ bắt đầu một ngày mới các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục công việc xây cái chuồng ha. Ok nha. Mình sẽ đặt ba cái cửa vào. Đấy. Và mình sẽ đặt những cái mình quên chứ, mình phải đặt ở đây mới đúng. Đấy, từ từ mình sẽ lắp đuốc ở bên dưới như sau nha các bạn. Đấy, hợp lý ngay. Ok nha, bây giờ mình sẽ đi dẫn mấy con thú về nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ dẫn cù trước nha, mình sẽ vào lấy sợi dây các bạn ơi. Như là mình để dây ở bên tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch up my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Cuối cùng là những chú gà các bạn ơi. Hình như gà thì ở đâu ta. Rồi. Ở đây không có gà luôn, vãi nồi chứ. Để mình đi xung quanh đây thử có con gà nào không các bạn. Ui, đây có bò này các bạn. Mà không thấy gà luôn, vãi chưởng chưa. Mình chắc mình sẽ tua cái, mình sẽ cắt đi cái đầu mà dẫn gà về các bạn. Ôi vãi nồi các bạn ơi. Mình đi nãy giờ mà không thấy con gà đâu các bạn ơi. Ok thì mình để từ từ đi. Con gà thì mình để trong thời gian giới tập mình sẽ dẫn về sau nha các bạn. Thì vãi nồi nãy giờ mình đi mà vẫn không thấy con gà nữa các bạn ơi, chỉ có cừu với bò thôi. Ok thì bây giờ mình sẽ đi qua bên Nether luôn nha các bạn. Thì từ từ mình sẽ dẫn mấy con gà về sau. Thì trong thời gian giới tập mình sẽ cố gắng dẫn gà về nha các bạn. Đấy. Mình sẽ trồng mình sẽ cho hai cái con cừu với cái con bò ăn nha các bạn. Đấy, từ từ mình sẽ dẫn gà về sau.
Đấy, chúng nó sinh sản rồi bạn. Ôi, đợt của nó luôn. Ôi, con bò con kìa, dễ thương vãi. Ok, thì giờ mình sẽ đi qua bên này rồi nha các bạn. Đấy, mình sẽ lấy đồ đi qua này rồi thôi. Mà để chuẩn bị theo mà đi qua này rồi, mình nghĩ là mình sẽ làm một bộ giáp sắt cho nó trâu trâu một tí bạn ơi. Nếu mà qua đó mà gặp mấy con biết linh đi cho bắt nó tấn công thì thôi bạn ơi. Hiện tại mình đang có một cái mũ với một cái ủng đúng không? Sẽ chế tạo thêm một cái bộ giáp nữa nha các bạn. Đấy, với một cái quần, một cái kiếm sắt đi, với một cái cúp, à, một cái kiếm thôi bạn, mình có cúp cúp kim cương rồi bạn ơi. Thì theo mình tìm hiểu thì nếu mà bạn có gì ta, quên mất mới nhớ đi. À đúng rồi, theo mình biết thì các bạn nếu mà bạn có một cái bộ giáp vàng ấy, thì bạn sẽ không bị mấy con Bitlin tấn công các bạn ạ. Cần làm thêm một cái bật lửa nha các bạn. Ui, tí nữa thì quên các bạn. Bật lửa thì mình sẽ cần đá lửa các bạn. Ui, đây, tụi mình tưởng đây là cái sỏi chứ mình sẽ đi qua đi ra bờ biển mà lấy một ít sỏi nha các bạn. Thì mình biết thì sỏi nó thường xuất hiện ngay cái bờ biển các bạn ơi. Qua đây nè các bạn. Ok. Hello my friend. Đây 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 các bạn. Đây là sỏi nè các bạn. Đây nha. Ủa. Đây là đây là sỏi nè. Đi đạp cái cục này ra cho nó ra cục sỏi nha các bạn. Nó cục đá lửa chứ, mình nhầm. Sorry các bạn. Ok nha, Flynn. Ok, mình sẽ đi vào mà làm cái bật lửa à, khỏi cần đi. Ok. Cục lửa, cái bật lửa nó cũng dễ chế tạo vải nên không cần đâu bạn ơi. Ok, mình sẽ làm một cái cổng địa ngục ở đâu nhờ, cổng địa ngục ở đâu cho nó hợp lý nhờ. Rồi, mình sẽ làm cái cổng địa ngục ở đây đi. Ở đây đi các bạn ơi, mình làm một cổng địa ngục ở đây. Một hai cách hai ôm. Một hai đó là thêm hai ô nữa luôn nè, thêm hai ô nữa. Đấy. Ok, mình còn dư hai cục này, đặt vào luôn đi. Ok nha. Ok, thì mình đây là một cái cổng địa ngục như vậy. Đây là cổng nguyên ngục của chúng ta. Ok, mình sẽ đi vào, mình sẽ đi vào thôi. Ui, được thực sự các bạn ạ. Ok, mình sẽ đi vào cổng địa ngục của 1.16 đây. Ok, mình sẽ làm thêm một cái kiếm, mình lấy một cái gỗ các bạn ơi. Nếu mà vào đó mình cần cái gì mình sẽ chế tạo. Đấy, hợp lý ngay. Mình sẽ vào lấy ít gỗ nha các bạn. Ui, 6 cục gỗ. Thêm, ok, vậy là đủ rồi bạn. Các em sẽ đi vào ôi vào nether đây các bạn ơi. Ui, vào thôi. Ui, các bạn nghe tiếng kinh bãi nổi bạn. Thì đây là thế giới địa ngục của 1.16. ui cái gì đấy, cái con nó cầm kiếm kìa bạn. Ui bãi chữ, có một cái quặng gì vàng là đầu tiên thấy luôn ấy. Ok, mình sẽ pha một ít gọi là nghe được đó để làm lưu ly, làm thạch anh các bạn ơi. Được, có thể auto có kinh nghiệm luôn nha các bạn. Đấy, ok nha. Ui, ở đây nó một cái hố các bạn ơi. Mình sẽ đào một ít mấy cục đá nghe rồi để mình bắt cầu quá các bạn. Nha. Ui. Ui, mấy con kia nó canh me canh chua mình đi phải bạn ơi, hình như nó muốn tấn công mình các bạn. Ui, ở đây có rất nhiều gọi là nghe được rất luôn các bạn. Để đào này bạn, đào một tiếng mà lên level 12 các bạn ơi, đúng là kinh nghiệm vừa giàu bãi nồi. Đấy, chỉ là đi qua đây nha các bạn ơi. Đấy. Ui, cái cục đá màu vàng vàng là gì nhỉ? Đá vàng vàng ở gì nhỉ? Ok nha.
Rồi mình sẽ đi xuống đây thử các bạn ơi. Đây mình sẽ đi xuống đây thử mình có thử có gì khó. Uầy. Được, đây là cục đá gì bạn? Bạn đi. Uầy. Đào ra được cục sắt à. Uầy thế thì mình à, đào ra được hạt vàng các bạn ơi. Thì đá này nó đào ra được hạt vàng. Uầy vãi nồi. Uầy. Đáng sợ quá luôn các bạn ơi. Giờ giờ đây thử có gì khó không. Ở đây là hạt vàng nha các bạn. Nếu là bạn không biết thì hạt vàng có thể chế tạo ra mấy cái cây cà rốt vàng hay là cái gì đó. Ui, ở đây sợ vãi nồi bạn. Ui, mình nghe tiếng của con zombie các bạn. Con ma heo ấy. Ui 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 gì vậy, gì vậy? Hello Minh Hài hả? Minh Hài làm gì? Ê gì Minh Hài? Ui cái con này mình chưa đụng gì nó luôn các bạn. Ui các bạn, mình chưa hề làm gì nó luôn. Ui lại gặp con gát rồi, mình cay với rồi. Mày bắn đây mà thử đi xem nào. Ui Minh Hài làm gì đây? Ui phải nồi à. Mình hy vọng hình như nước mắt của gái thì lòng này. Ờ à, đây bên dưới này có nước mắt của gái nè bạn. Ui, ui nước mắt của anh gái nè. Ui mình sẽ đào hạt vàng nha các bạn. Mình vẫn chưa thấy được cái khu rừng rừng đỏ rừng xanh gì mình nói với các bạn ơi. Trước mình có thể tìm hiểu là biết là ở khu vực này đời vẫn có rừng đỏ rừng xanh gì ấy. Hiện tại mình vẫn chưa thấy các bạn ơi. Ôi mình quên đem thêm thức ăn các bạn. Cây vãi rồi. Chết. Còn ít máu vậy. Mình nói luôn em. Mình chưa ăn cắp tiền hay là mình chưa làm. Chưa hề đụng gì nó luôn các bạn. Cây vãi rồi. Hình như ở trong này có heo rừng các bạn ơi. Thì mình biết gì phải. Rồi nha. Bây giờ mình sẽ đào. Mình lấy lại kinh nghiệm nha. Bây giờ bố mày đã có thức ăn rồi. Bố mày éo sợ nữa đâu. 47 cục nha. Hy vọng là sẽ đủ bộ giáp này. Ui chắc đủ rồi các bạn ơi. Ok nha. Bố mày đã có áo giáp vàng nha bạn ơi. Ồ thì rồi các bạn mà áo giáp vàng vô đó các bạn. Éo sợ mấy con bitlin nữa các bạn ơi. Ui ở đây là có đất. Nhưng mình đã tới được cái khu vực mà có gì ta. Ở vùng đất xanh các bạn ơi. À khu rừng xanh chứ. Thì mình nói là khu rừng xanh các bạn. Đấy giờ mình sẽ đi vào khám phá nha các bạn. Cây quá rồi. Lúc nãy mình chưa có áo giáp vàng. Đáng lẽ là mình chuẩn bị luôn cái bộ giáp vàng trước khi mình vào nơi đời rồi các bạn ơi. Tại vì mình đi mai chắc là ít vàng. Được không tìm được. Ok nha bây giờ mình sẽ đi vào nha. Cái cây nấm này các bạn. Ui đẹp phải nổi các bạn. Wow. Ui hello man. Ui ui ở khu vực này đẹp phải nổi đúng không các bạn ơi. Ui có Enderman kìa. Ui. Ui có mấy cục đá phát sáng kìa bạn ơi. Chỉ hốt về nha bạn. Ui. Ui mấy cục đá phát sáng này nó không có bị. Nó không có bị vỡ ra các bạn ơi. Ui được nha. Lấy về nha bạn. Ui. Lấy mấy cục đá phát sáng này về. Ui. Được phải rồi. Chỉ chặt mấy cây gỗ về mà thí nghiệm thử đi. Ôi mấy cây gỗ dễ chặt vậy. Ôi đá phát sáng quá nha. Hợp lý. Ôi, chặt mấy cây gỗ về nha bạn. Ôi mấy cây gỗ này dễ chặt bãi luôn ấy. Ôi chỉ farm một ít gỗ này nữa rồi. Mà hy vọng mấy cây gỗ này hình như nó màu xanh thì trang trí rất là đẹp luôn. Ôi mấy cái cọng rong biển. Trong biển, ôi nấm gì vậy đây? Nấm gì mà xanh lè vậy bạn? Chắc là nấm độc các bạn ơi. Ui, mấy cái cục đá phát sáng này đẹp phải luôn ấy. Mà trang trí nhà thì ok, khỏi phải bàn. Ui, cầm sẽ lấy về mấy cục đá phát sáng này bạn ơi. Ui, đẹp phải nổi bạn, các bạn thấy nào đẹp không? Bạn thấy đẹp thì comment bên dưới cho mình biết nha. Ui, đẹp thực sự. 10 điểm. Ok nha. Chặt bắt cây này. Cái cây này đẹp phải nổi bạn à. Các bạn có thể ý là cái mấy cái cây hình như nó tự phát sáng hay sao ấy, không cần phải
có cái cục đá vàng các bạn, nó vẫn tự cái sáng các bạn. Ok nha, bây giờ sẽ tua qua cái đoạn mà mình sẽ lút mấy cục này các bạn. Mình sẽ thích mấy cục này vãi nổi các bạn. Còn có mấy cục đá mà mình lấy về mà nghiên cứu các bạn nha. Đấy, được thực sự. Ở trên kia có gì này. Ui, có này có đúng hai con enemy kìa. Sao mấy con enemy nó sẽ vào được như vậy nhỉ? Kéo hiểu. Ở dưới này cũng gì, phải nổi vậy. Chỉ tắt đồ đi băng như này. Anh phải như vậy một lọc một cát xuống. Không thể lần này được rồi là nó cũng phải là mắc không gì. Ui, không có mấy con enemy gì này. Ui. Hãy chỉ nắm cầu thang mấy nhưng mà chỉ dễ leo lên này xuống này. Ok nha. Bây giờ mình sẽ đi đặt mấy cục này. Mình đi xuống này mình có thử. Ok, có mấy con enemy gì này. Enemy ở đây nhiều vậy. Ủa, có nấm đỏ nữa. Có cả nấm đỏ này, trong khu vực này nhiều lắm, phải không ạ? Hello enemy nha. Ok nha, được một cục mắt enemy nha. Ngon nha. Hy vọng là sẽ tìm được cái nấm đỏ. Ủa, enemy nhiều vậy, nếu đây là khu vực không chỉ với enemy này. Ủa, đây là gì đây? Chậm được. Ủa, ở đây, té xuống thì to này đây. Các bạn có cảm giác là mình khi mình đi vào này, mình bị chặn ra. Đúng rồi mà. Ủa, lấy có enemy. Ủa, ở đây farm enemy thì phải nói rồi nữa. Ủa, hình như có mấy cục. Được, phải rồi. Ok các bạn ơi, ở trong đây đẹp bãi nổi các bạn. Mình nghĩ là mình ở khu này có hết có gì để khám phá các bạn. Thì mình để một tập sau mình đi khám phá nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi về thôi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm đường về nha các bạn. Đấy, đường về ở trên đây nha các bạn. Quay ở trong nghe đời sợ vãi nổi bạn ạ. Để mình chết một lần á bạn, cay vãi. Thì ok, thì mình trong khi mình vào nghe đời mình đã có khám phá được một cái gọi là khu rừng xanh các bạn. Đấy, mình đã tìm được một ít gọi là cái gì đây, gỗ steam ta, gỗ xanh đúng không ta. Đấy, từ mình sẽ nghiên cứu cách trồng mấy cái loại gỗ này các bạn, để bên trang trí nhà các bạn ơi. Đấy thì ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây cũng đã kết thúc các bạn ơi. Thì trong tập này mình đã có xây được một cái trang trại các bạn. Có trang trại là gồm con cừu nè, con bò và con gà đấy, mà gà mình chưa tìm được các bạn ơi. Ok, thì trong thời gian hai tập mình sẽ cố gắng tìm gà và mình có đi qua bên Nether mình khám phá các bạn ơi. Thì mình đã có tìm được ít cái gì nấm nè, gỗ nè, đá phát sáng các bạn ơi, stromlight đấy. Đấy ok, thì có mới ok, mình nghĩ video của mình đến đây cũng đang kết thúc các bạn ơi. Nếu bạn thích video của mình đừng là một like một subscribe các bạn ơi. Đặc biệt là nếu video này đạt 50 like, ok thì 50 like thì cố gắng ra tập tiếp theo sớm nhất có thể các bạn ơi. Thì bạn nào có thử thách gì cứ comment bên dưới video cho mình biết nha. Ok, chúc các bạn một ngày tốt lành. Yes.